Xin chào quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GBS được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Chỉ còn 12,9% nguồn cung Bitcoin còn lại trên các sàn giao dịch. Theo phân tích của Lawnaut, hiện chỉ có 12,9% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành, tương đương khoảng 163 tỷ đô la trên các sàn giao dịch. Phần lớn nguồn cung của Bitcoin hiện vẫn đang nằm trong ví lưu trữ. Trong khi đó, tốc độ lập các địa chỉ ví gửi nhận Bitcoin mới đây đã tăng lên đáng kể, tăng 72% so với tháng 8 năm 2021. Điều này cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin tiếp tục tăng giá, nên không di chuyển Bitcoin lên sàn và tiếp tục lập thêm ví để lưu trữ Bitcoin. Các ngân hàng lớn sẽ tham gia vào crypto trong 3 năm tới. Ông Vishra Bandis, giám đốc điều hành của Citigroup, khẳng định tại hội nghị Fintech Singapore tháng 11 năm 2021 rằng các ngân hàng và công ty chứng khoán lớn sẽ tham gia vào thị trường tiền số từ 1 đến 3 năm tới. Hiện một loạt các ngân hàng lớn đã tham gia vào crypto như Commonwealth Bank của Australia, Siam Commercial Bank của Thái Lan, US Bank và DBS của Singapore. Nhiều ngân hàng lớn khác cũng đã cung cấp khoản đầu tư tiền số cho khách hàng như JP Morgan, Morgan Stanley và Goldman Sachs. Các gã khổng lồ trong lĩnh vực thanh toán như Visa, Mastercard và PayPal cũng đã vào cuộc với tiền số. Về triển vọng của tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương CBDC, ông Bennett cho rằng những nỗ lực nhằm hiện đại hóa hệ thống ngân hàng dựa trên tiền giấy hiện nay rất phức tạp, tạo thêm gánh nặng chi phí cho việc vận chuyển tiền trên thế giới. Chính vì vậy, các chính phủ sẽ thấy được lợi ích của CBDC và tiếp tục chấp nhận CBDC rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Hiện ngày càng có thêm nhiều ngân hàng tư phát hành đồng CBDC của mình. Trong số 87 quốc gia đang tiến hành thử nghiệm, thì có 7 nước đã ra mắt, 17 nước đang thử nghiệm, 15 nước đang phát triển và 39 nước còn lại đang nghiên cứu về CBDC. Nga chuẩn bị ban hành luật về việc khai thác tiền kỹ thuật số. Các nhà lập pháp Nga sẽ đệ trình lên Duma quốc gia Nga một dự thảo luật mới được thiết kế riêng cho việc quản lý khai thác tiền kỹ thuật số tại Nga. Theo đó, Nga chủ trương ủng hộ việc khai thác tiền kỹ thuật số tại nước này, nhưng sẽ tăng cường quản lý để tăng thu ngân sách, huy hoạch lại việc sử dụng nguồn năng lượng, điện giá rẻ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để đảm bảo tính minh bạch và cho phép nhà nước kiểm soát tốt hơn đối với lĩnh vực này. Dự luật này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Hạ viện Nga và thông qua vào cuối năm nay, sẽ là hành lang pháp lý mang lại lợi ích cho cả công dân và nhà nước Nga, cũng như những người muốn tham gia khai thác tiền kỹ thuật số một cách hợp pháp tại Nga. Coinbase đề nghị Mỹ nên chỉ có một cơ quan quản lý về tiền số. Trong cuộc họp với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ mới đây, giám đốc điều hành sàn Coinbase Ryan Armstrong cho rằng nước Mỹ chỉ nên có một cơ quan quản lý liên bang giám sát về crypto. Hiện tại, Mỹ có 53 cơ quan khác nhau quản lý tiền kỹ thuật số đã làm phát sinh thêm nhiều thủ tục, các loại giấy phép và chứng nhận có liên quan, gây khó khăn cho các hoạt động trong lĩnh vực này, nhất là những startup mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GBS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!